trong trường hợp ta lại vay tiền ngân hàng và trả cho nhà cung cấp, thì bởi vì lý do em bảo là tại sao lại không lấy tiền gửi ngân hàng, bởi vì có những thời điểm có những công ty không có tiền thì lấy tiền đâu để trả cho nhà cung cấp, trong khi nhà cung cấp lại đòi tiền phải là yêu cầu là thanh toán, đúng không? Thế thì cũng có khi công ty mình cũng đang muốn cần cái vốn đấy để làm một cái công việc gì khác, mình cần tiền để mình trả cho nhà cung cấp, thay vì mình để cái vốn đấy để mình làm một cái vấn đề khác thì mình sẽ vay tiền để trả cho nhà cung cấp, nếu vay được, đúng không? Thế nếu vay được thì em phải chứng minh ở với ngân hàng là em đang mua hàng của nhà cung cấp này. Thì về hồ sơ vay vốn ngân hàng thì em phải lập báo cáo tài chính các kiểu cho người ta, cung cấp các chỉ số như là ngân hàng yêu cầu, đồng thời là photo cái gì nhỉ, cái hóa đơn đầu vào mua vật tư để chứng minh cho ngân hàng là em mua vật tư của công ty Aconex 2 này, hiểu không? Sau đó thì ngân hàng sẽ cho em vay một khoản tiền, nhưng mà lúc này ngân hàng sẽ không chuyển vào tài khoản của công ty em đâu, mà ngân hàng sẽ chuyển thẳng vào gì nhỉ, tài khoản của nhà cung cấp. Nhưng mà bắt công ty em phải nhận, ghi nhận một cái giấy nhận nợ, công ty em nhận nợ nhá, nhưng công ty em phải trả cho nhà cung cấp, chứ công ty em không được lấy cái tiền đấy cho vào đổ vào tài khoản ngân hàng của công ty em. Nhưng mà công ty em vẫn phải lập một quỹ yểm chi, tức là chi trả cho công ty nhà cung cấp, em hiểu gì không? Thế thì kế toán phải căn cứ, thứ nhất là một là giấy nhận nợ này, hai là nội dung quỹ yểm chi này, và ba là em sẽ không nhìn thấy cái nội dung chi tiền cuối mỗi năm tài chính, em sẽ căn cứ vào cái sổ của ngân hàng đấy, nó sẽ có một cái tờ tổng hợp từ đầu năm cho đến cuối năm, nó sẽ thể hiện tất cả các giao dịch của ngân hàng, đồng thời nó sẽ có các ủy nhiệm chi, những cái tất cả những chứng từ mà mình lưu lại nhá, ủy nhiệm chi này, giấy nộp tiền vào ngân hàng này, và giấy báo nợ này, giấy báo có của ngân hàng in ra cho em. Tức là với ngân hàng thì họ chỉ cung cấp cho em là giấy báo nợ, giấy báo có và một cái list tổng hợp đấy, hiểu gì không? Khi em đi ủy nhiệm chi về hay là em đi làm nộp tiền vào ngân hàng về thì em phải lưu những cái ủy nhiệm chi và giấy nộp tiền này vào. Đồng thời em sẽ xin được một cái sổ của ngân hàng có toàn bộ nội dung tổng hợp từ đầu năm đến cuối năm. Em sẽ kẹp cả cái giấy báo nợ, giấy báo có cùng với ủy nhiệm chi và giấy nộp tiền liên quan. Chỉ ví dụ như ở đây nó sẽ là ủy nhiệm chi, nhưng mà ngân hàng sẽ sinh ra cho mình một cái giấy báo nợ nữa. Giấy báo nợ cũng có thể thông báo với công ty em là công ty em đã mất một khoản tiền này. Trong trường hợp này thì không sinh ra giấy báo nợ nhá. Tức là trong trường hợp này là ủy nhiệm chi, này là thanh toán vay để thanh toán cho nhà cung cấp luôn, thì em cần phải chứng minh có ủy nhiệm chi và giấy nhận nợ. Nhưng trong một trường hợp khác với nội dung thanh toán tiền cho nhà cung cấp thì lúc đấy ngân hàng sẽ sinh ra cho em một cái giấy báo nợ chứng tỏ rằng tiền trong ngân hàng của em đang mất đi, em hiểu gì chưa? Còn giấy báo có là tiền trong ngân hàng của em tăng lên với các trường hợp mà chị giải thích hôm nọ đấy. Thế này em hiểu đúng không? Thế thì bây giờ nếu như trong trường hợp mà vay tiền ngân hàng mà thanh toán mua vật tư này mà không có cái chữ và thanh toán mà đang có cái chữ vay tiền ngân hàng này á, thì trên cái sổ phụ tổng hợp có nội dung này không em? Không, bởi vì tiền thực tế ở trong ngân hàng của mình có mất đi không? Không, mà mình chỉ là đang thay vì nợ nhà cung cấp thì mình lại nợ của ngân hàng, hiểu ý chị chưa? Rồi, thế thôi, mà trong xây dựng rất hay xảy ra cái tình huống như em đang hành toán này đấy, nhiều lắm. Nếu như trong trường hợp mà em đánh mất ủy nhiệm chi hoặc là em đánh mất giấy báo nợ nhá, và em không hỏi về ngân hàng về các khoản nợ của công ty hiện nay là bao nhiêu trong năm này, và em không cập nhật đầy đủ các cái giấy tờ trên ngân hàng thì em sẽ quên luôn món này. Vì sao em biết không? Vì trong sổ tổng hợp sẽ không có cái khoản này, đúng không? Sổ tổng hợp liệt kê tất cả các cái khoản giao dịch của ngân hàng trên cái tài khoản tiền gửi của mình đấy. Thế bây giờ em đã biết hạch toán chỗ này chưa nhỉ? Em thử làm chị xem. Bây giờ này nha. Thứ nhất, đúng rồi. Nhưng mà nó có đi từ tài khoản tiền gửi không? Không thì em phải tạo một cái tài khoản tiền vay ở trong ngân hàng ấy. Em sẽ đi từ tài khoản tiền vay, hiểu không? Thế tự nhiên bây giờ em sẽ phải tạo một cái tài khoản tiền vay nữa. Em vào phần danh mục này này, chọn ngân hàng, tài khoản ngân hàng. Chị sẽ ví dụ như là em sẽ tạo một cái tài khoản tiền vay đây. Em ghi ở đây là ngân hàng phát triển nông thôn. Rồi, diễn giải đây em ghi là tài khoản tiền vay đi.
sau đó thì bây giờ em mới vào ngân hàng, bởi vì nó không liên quan đến tài khoản tiền gửi mà, chi tiền này, trả nhà cung cấp. Tổng đi ra 2012 nó có cái mục sáng của các giáo viên nhật ký năm mới đeo đi em có sáng cho mình ở đấy thầy gì nhỉ? Ở đây nó ngân hàng cái này ở Visa Việt Nam nó rút gọn hơn. Thôi em đừng cho vào phần trả nhà cung cấp nha, em cho vào phần chi tiền này đúng hơn này. Bởi vì ở đây thực tế là mình không lấy từ tài khoản tiền gửi, cho nên em cho vào khoản chi khác đi. Tài khoản này em sẽ chọn tài khoản tiền vay này. Lý do là vay ngân hàng để thanh toán cho nhà cung cấp. Đối tượng em chọn là ai đây, sau này em hành toán bình thường nhé. Cái tài khoản chi nó mới từ đàng cái là mới chịu một cái giấy tờ nào để Em mình phải nhận dựa vào cái giấy nhận nợ của em ấy, với lại cái bộ hồ sơ vay vốn của em chứ. Nhưng mà đây là chị đang ví dụ, bởi vì trên giáo trình không thể hiện cái vấn đề về khoản tiền vay này. Đúng rồi. Ok. Rồi, chút lại chị xem. Xong chưa? Em đã xong rồi thì chị kiểm tra nhé. Ok. Chị xem cho em xong chị hướng dẫn em tiếp nhá. Em hỏi một chút là kia cái của máy thì cái đeo con trố này là đưa vào sáng cái khoản 6278 mà chị. Không phải. Cái này là tài sản cố định đấy em ạ, không phải chi phí đâu, mà không phải là 156 đâu nha. Em vào về tài sản em có hai bước này, em mà nghe video bên chị mà nó nói về tài sản và công cụ dụng cụ mà em chưa biết làm em phải hỏi chị nhá. Bước thứ nhất về tài sản, em vào có thể mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa đây, chọn nhà cung cấp đi, ngày tháng diễn giải là mua tài sản cố định đi. Ngay rồi, làm tiền ở đây, mã tài sản thì em sẽ tích vào dấu cộng màu xanh này, đánh chữ TS. Misa 2015 này hơi bị khác rồi 2012 đấy, khác nhiều vấn đề lắm. Bước 2, nhiệm vụ này, tài sản cố định này, ý tăng. Đấy, ý chỉ là bước 2 là như vậy. Rồi, số chứng từ đi căng này kệ, lắm tí nữa mình sẽ đánh lại số chứng từ này sau. Ngày tăng là ngày đầu tháng sau, thì ở đây là ngày bao nhiêu? 10 tháng 1 thì sẽ là mùng 1 tháng 2 năm 2015. Đánh vào đây, mùng 1 tháng 2 năm 2015 đi. Mã tài sản đánh ở đây. TS. Tên tài sản, loại tài sản. Quên cái em đánh trước giữa trước thuế nha. 35 triệu 200. Ngày bắt đầu tính công A là 1 tháng 2 rồi, 5 triệu thành tháng. Phần mềm nào thì cũng phải khai thế này em ạ. Không phải mỗi phần mềm này đâu, 24 tháng. Em tham khảo thêm với chị cái phụ lục 1 thông tư 15 nhé, nó sẽ quy định về thời gian khấu hao các loại tài sản cố định đấy. Phụ lục 1 thông tư 45 nhé. Em là cái chỉ có cái bảng này mà em thấy toàn tài sản nào theo thông tư 45 đến 10 năm nhé. Ừ, thì lấy cái tài khoản to, cái này thì phải bé mà. Thiết lập phân bổ này, ba nhỏ, thiết lập phân bổ. Phòng này là phòng kế toán thì đương nhiên tài khoản chi phí sẽ là 642. Nhưng mà nếu mà cái tài sản nào dùng cho công trình thì phải là 6274 nghe chưa? Bốn nhỏ nguồn gốc hình thành. Đến nguồn gốc hình thành này là bắt đầu mình chọn chứng từ ở đây này. Hiểu chưa? Từ mùng 1 tháng 1 2015 đi. Nhập tích vào chữ lấy dữ liệu ở đây. Rồi mới chọn cái hóa đơn mua tài sản này, hiểu không? Rồi mới nhấn đồng ý này. Đó. Lúc đấy mới là xong đấy. Tích vào chữ ghi tăng này. Có hai bước nhé. Bước thứ nhất là nhằm mục đích là hạch toán để ghi nhận cái 211 vào báo cáo đúng không? Ghi nhận thuế đúng không? Ghi nhận công nợ. Của bước thứ hai như này là để làm sao để tí nữa mình tính khấu hao tài sản cố định đấy. Em hiểu hai bước chưa nhỉ? Tương tự như vậy thì công cụ dụng cụ cũng giống như vậy thôi, cũng tương tự làm y chang như vậy. Thử đấy là bước thứ nhất là vào đâu nhỉ? Sang. Ai bảo em thế? Tương tự như thế thì có nghĩa là em cũng phải vào mua hàng chứ. Chọn chứng từ mua hàng hóa chứ. Nghiệp vụ không? Bây giờ lại nếu mà công cụ thì phải nghiệp vụ vào công cụ dụng cụ. Và ghi tăng y chang như thế luôn. Tự làm được nhá. Rồi, có hai bước tất cả thôi, còn visa 2012 nó còn mấy bước nữa không? Còn ba bước.